Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Đại học Columbia mời Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu trước sinh viên. Ngày 24 tháng 9, VOA tiếng Việt cho hay, Đại học Columbia giải thích lý do mời lãnh đạo Đảng Cộng sản Tô Lâm đến nói chuyện. Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu tại Diễn đàn Lãnh đạo Thế giới của Đại học Columbia ở thành phố New York hôm 23 tháng 9. Trong cuộc nói chuyện do bà Nguyễn Thị Liên Hằng, giáo sư từ Đại học Columbia điều phối, ông Lâm đã trả lời các câu hỏi của sinh viên sau đó. Hình ảnh bài trên VOA. VOA cho biết Đại học Columbia nói rằng họ cam kết quyền tự do ngôn luận và không tán thành quan điểm của diễn giả nào khi tổ chức buổi nói chuyện với ông Tổng Bí thư Việt Nam. VOA đề cập đến việc dân biểu Mỹ Michelle Steele phản đối buổi nói chuyện này khi bà kêu gọi trường hủy bỏ sự kiện. Bà Steele đã gửi một bức thư tới chủ tịch tạm quyền của trường là bà Katrina Armstrong vào ngày 20 tháng 9 để đề nghị trường rút lại lời mời ông Tô Lâm. Sau đó, bà Steele đã đưa ra một thông cáo ngay trước khi buổi nói chuyện diễn ra hôm 23 tháng 9 để nhắc lại lời phản đối này. Bà Steele, người đại diện của địa hạt 45 tại California, tại Quốc hội Mỹ, cho rằng ông Lâm là một nhà độc tài nguy hiểm đã kìm hãm quyền tự do ngôn luận và bắt giữ nhiều tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Theo vị dân biểu này, Đại học Columbia không thể thúc đẩy một môi trường học thuật có tự do ngôn luận và tự do biểu đạt khi tiếp đón một trong những lãnh đạo nổi tiếng nhất của chủ nghĩa độc tài. VOA dẫn lời người phát ngôn của Đại học Columbia khi trả lời yêu cầu bình luận qua email, nói rằng Diễn đàn Lãnh đạo Thế giới của trường mời những nhân vật có ảnh hưởng từ khắp nơi trên thế giới tham gia cộng đồng trường. Hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại học Columbia sáng ngày 23 tháng 9. VOA cũng cho biết ông Tô Lâm có bài phát biểu gần 30 phút, trong đó ông nói về ngoại giao thời đại mới của Việt Nam, sự hàn gắn vết thương chiến tranh giữa Việt Nam và Mỹ để từ hai cựu thù trở thành đối tác chiến lược toàn diện. Theo VOA, trong phần trả lời câu hỏi của giáo sư Liên Hằng, người đồng thời là một thành viên quản trị của Đại học Fulbright Việt Nam, ông Tô Lâm đã đọc những tờ giấy được chuẩn bị sẵn khi trả lời các câu hỏi về việc hàn gắn quan hệ Mỹ-Việt dưới sự lãnh đạo của mình và đưa ra lời khuyên để giải quyết mối căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung. Sau phần nói chuyện với người điều phối, ông Tô Lâm đã trả lời câu hỏi của 7 sinh viên được giáo sư Liên Hằng gọi tên, trong đó có các sinh viên Việt Nam, Trung Quốc, Úc và Nhật. Họ hỏi về chính sách quốc phòng Việt Nam, về ngoại giao cây tre, về chính sách của Việt Nam để khuyến khích sinh viên về nước, sự hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ, hay sự cân bằng của Việt Nam trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Hình ảnh giáo sư Nguyễn Thị Liên Hằng và ông Tô Lâm tọa đàm ở Đại học Columbia. VOA dẫn bức thư phản đối của dân biểu Steele cho rằng ông Lâm có tiền sử được ghi nhận về việc kiềm hãm quyền tự do ngôn luận trong vai trò trước đây của ông là Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, và việc tiếp đón ông Lâm tại trường cho thấy một tổ chức thường xuyên tự nhận mình là người bảo vệ quyền công dân lại đang bỏ qua tình cảnh của những người bị ảnh hưởng nhiều nhất. VOA nhắc lại Việt Nam bị các tổ chức quốc tế và cả chính phủ Mỹ đánh giá thấp về hồ sơ nhân quyền, nhưng chính phủ Việt Nam do Đảng Cộng sản cầm quyền luôn phản bác những cáo buộc về vi phạm nhân quyền. VOA cũng dẫn lời kêu gọi của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có trụ sở tại Mỹ hôm 23 tháng 9, gửi tới Tổng thống Joe Biden và lãnh đạo các tập đoàn công nghệ của Mỹ, nói rằng không nên xem việc trả lại tự do cho hai tù nhân nổi tiếng của Việt Nam là dấu hiệu cho rằng ông Tô Lâm sẽ là nhà lãnh đạo có quan điểm cải cách. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Vì sao Đại học Columbia mời Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu trước sinh viên? Mỹ đề xuất cấm phần mềm và phần cứng Trung Quốc trên xe hơi do lo ngại an ninh quốc gia. Ngày 23 tháng 9, VOA tiếng Việt cho hay, chính quyền Biden đề xuất cấm phần mềm và phần cứng Trung Quốc trên xe hơi ở Mỹ. VOA cho biết, Bộ Thương mại Mỹ ngày 23 tháng 9 đã đề xuất cấm phần mềm và phần cứng chủ chốt của Trung Quốc trong các xe cộ lưu thông trên đường phố Mỹ do lo ngại về an ninh quốc gia. Động thái này trên thực tế sẽ tương ứng với việc cấm gần như tất cả các xe hơi Trung Quốc vào thị trường Mỹ. Hình ảnh bài trên VOA. Quy định này cũng sẽ buộc các hãng ô tô lớn của Mỹ và các hãng ô tô khác phải loại bỏ phần mềm và phần cứng chủ chốt của Trung Quốc
ra khỏi các xe cộ lưu thông ở Mỹ. Theo VOA, chính quyền Biden đã nêu ra những lo ngại nghiêm trọng về việc các công ty Trung Quốc thu thập dữ liệu người lái và cơ sở hạ tầng của Mỹ thông qua xe cộ kết nối, cũng như về khả năng thao túng các phương tiện kết nối với Internet và hệ thống điều hướng. Nhà Trắng đã ra lệnh điều tra về những nguy cơ tiềm tàng này vào hồi tháng 2. Các lệnh cấm này sẽ ngăn chặn các hãng xe Trung Quốc thử nghiệm xe tự lái trên đường phố Mỹ, mở rộng sang phần mềm và phần cứng cho xe do các nước đối thủ khác, trong đó có Nga, sản xuất. VOA dẫn phát biểu của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo trong cuộc họp báo hôm 23 tháng 9. Khi các đối thủ nước ngoài xây dựng phần mềm để làm một chiếc xe, có nghĩa là họ có thể sử dụng để dò thám, có thể được điều khiển từ xa, và việc này đe dọa sự riêng tư và an toàn của người Mỹ lưu thông trên đường. Trong tình huống cực đoan, đối thủ nước ngoài có thể làm ngưng hoạt động hoặc kiểm soát tất cả các phương tiện của họ đang lưu thông tại Mỹ cùng một lúc, gây ra tai nạn, tắc đường. VOA nhận xét, động thái này là sự leo thang đáng kể trong các hạn chế hiện có của Mỹ đối với các phương tiện giao thông, phần mềm và linh kiện của Trung Quốc. Hồi đầu tháng này, chính quyền Biden đã tăng thuế mạnh lên hàng nhập khẩu của Trung Quốc, bao gồm đánh thuế 100% đối với xe điện, cũng như tăng thêm thuế đối với pin xe điện và các khoáng sản chủ chốt. Hình ảnh xe hơi điện Tesla vẫn đứng đầu ở Mỹ, nhưng xe Trung Quốc cũng đang cố gắng chen chân vào thị trường này. Bà Raimondo cho biết cơ quan của bà đang hành động trước khi các nhà cung cấp, nhà sản xuất ô tô và linh kiện có dính đến Trung Quốc hoặc Nga trở nên phổ biến và sử dụng rộng rãi trong ngành xe hơi của Mỹ. Chúng tôi không đợi đến khi đường sá của chúng tôi đầy xe và nguy cơ hết sức lớn mới hành động. VOA dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan trong cùng cuộc họp báo nói trên cho biết Mỹ có vô số bằng chứng về việc Trung Quốc cài phần mềm xấu độc vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ. Vẫn theo VOA, đề xuất kêu gọi lệnh cấm phần mềm có hiệu lực đối với các mẫu xe sản xuất năm 2027, trong khi lệnh cấm phần cứng sẽ có hiệu lực đối với mẫu xe năm 2030 hoặc vào tháng 1 năm 2029. Bộ Thương mại Mỹ cho công chúng 30 ngày để góp ý về đề xuất này với hy vọng sẽ hoàn tất nó trước ngày 20 tháng 1 năm 2025. Các quy tắc sẽ áp dụng cho tất cả các phương tiện lưu thông trên đường, nhưng không bao gồm các phương tiện làm nông hoặc khai mỏ vốn không lưu thông trên đường sá công cộng. VOA cho biết thêm, Liên minh đổi mới ô tô vốn đại diện cho các hãng xe hơi lớn bao gồm General Motors, Toyota, Volkswagen và Hyundai đã cảnh báo rằng việc thay đổi phần cứng và phần mềm sẽ mất thời gian. Tổ chức này lưu ý rằng phần cứng và phần mềm được kết nối trong xe được phát triển trên khắp thế giới, trong đó có Trung Quốc, nhưng không thể nêu chi tiết mức độ phổ biến của các thành phần do Trung Quốc sản xuất trong các mẫu xe Mỹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Mỹ đề xuất cấm phần mềm và phần cứng Trung Quốc trên xe hơi do lo ngại an ninh quốc gia. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.